Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động cao cấp .vn giới thiệu bạn video thay nắp lưng của dòng Sony Z. Đây là nắp lưng của Sony Z. Sau quá trình sử dụng thì nắp lưng do rơi va đập hay là các vật nhọn cào xước nó bị trở nên rất là xấu, xước, bong chóc như trên hình các bạn đang thấy. Di động cao cấp .vn đang cung cấp dịch vụ thay nắp lưng của các dòng Sony Z, Z1, Z2, Z3 và cả Z4 nữa, đang đều có cái nắp lưng chính hãng 100%, giá cực kỳ hấp dẫn, đủ các màu sắc đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, tím đều đã có sẵn tại các địa chỉ của Di động cao cấp .vn trên toàn quốc. Khi quý hàng có nhu cầu thay nắp lưng mới của các dòng điện thoại Sony Z, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động cao cấp .vn để được thay nắp lưng mới với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn quý vị các bạn.